Kính thưa quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt ở chùa Bát Nhã trên đường Bô Sa thuộc thành phố Sathana, trung tâm Little Sài Gòn. Ngày hôm nay thì chùa tổ chức một cái khóa tu cũng như là chuẩn bị những cái nghi lễ cho lễ vía Phật A Di Đà. Nhân dịp này thì dịp cuối năm chúng tôi cũng có dịp gặp thầy Hòa Thượng Thích Nguyên Trí để hỏi thêm thầy về những cái hoạt động đã diễn ra trong năm 2017 cũng như là những cái hướng của giáo hội trong cái việc mà phát triển trong 2018 này về vấn đề chùa Bát Nhã và cũng như là những cái lễ hội khác của Phật giáo. Kính thưa quý vị, đây là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, thành phố Sathana. Đầu tiên thì con xin được phép hỏi thầy về cái khóa tu đang được diễn ra tại chùa đó, thưa thầy. Vâng. Kính thưa Phạm Khanh, kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Thưa quý vị, cái quan niệm quan trọng nhất của người Phật tử là ai ai cũng đều có cái phát nguyện niệm Phật. Đa số 90% là người ta tu về pháp môn tịnh độ. Vì vậy mà mình chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày vía Đức Phật A Di Đà. Đáng lẽ mình tổ chức đúng ngày, tuy nhiên nếu đúng ngày á thì Phật tử đi làm hết, cho nên mình tổ chức cuối tuần này. Vì vậy mà bữa nay là ngày khai kinh, ngày mai tu một ngày nữa, tức là 2 ngày để mà niệm Phật, quý Phật tử về đây niệm Phật, tụng kinh và nhất là hành trì về pháp môn tịnh độ. Cho nên ngày nay Phật tử về đây để mà tu hành, đó cái điều quan trọng. Tôi nghĩ chẳng những chùa Bát Nhã mà gần như đa số các chùa cũng đều có tổ chức ngày tu ngày hôm nay. Và nhân đây cũng là những ngày cuối năm 2017, chuẩn bị qua năm 2018, thì thưa thầy, về giáo hội mà nói 2017, thầy thấy những điều gì đáng nổi bật và những điều gì sẽ thực hiện trong năm mới 2018 đó, thưa thầy? Cái điều kiện mà nổi bật của Phật giáo năm 2017 là cả hai cái việc sự vụ mà lớn nhất xảy ra, đó là cái lễ Phật đản vừa qua ở tại Mount Park và cũng như là cái khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ ở tại Illinois. Lần đầu tiên mà giáo hội tổ chức ở trên miền xa xôi như vậy. Tuy nhiên đối với tất cả các tiểu bang trên đó, họ rất là vui mừng. Coi như là cái chỉ số mà đi tham dự năm 2017 là nhiều nhất. Thì từ đó nó có một cái phong trào tu học. Và tiếp tục năm tới đây là dẫn chứng tiếp là tại Hawaii. Hiện tại theo như thầy Tông Hải cho biết là Phật tử các nơi cũng hưởng ứng rất nhiều. Họ ghi danh rất nhiều, vừa là đi du ngoạn ở Hawaii và đồng thời cũng là đi qua đã tham dự cái khóa tu học. Đây là cái tinh thần chung để tu học của Phật tử. Cho nên cái sự việc mà xảy ra năm vừa qua đối với Giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất Hoa Kỳ là hai sự việc xảy ra. Thì vấn đề 2018 này là cũng sắp tới, thì tôi thưa với quý vị là sẽ có cái ngày tu học tiếp tại Hawaii. Và riêng về phòng chùa Bát Nhã thì một năm vừa qua chúng tôi cũng hết sức là vui mừng nhờ sự cúng dường lo lắng của toàn thể của đạo hữu mà hai sự việc ở chùa xảy ra. Thứ nhất là chúng tôi cùng thỉnh được tôn tượng Đức Quán Thân Bồ Tát từ Việt Nam qua. Và cái tôn tượng này coi như là nếu như quý vị mà chưa đến thì không biết sao. Thì đa số những vị mà về đây mà chiêm nghiệm để mà lễ ngày ai ai cũng đều hoan hỷ. Thật sự mình nói là ai ai cũng đều có một cái mà gọi là coi như cái dòng máu của dân tộc đó. Mà chính tất cả các Đức Quan toàn cả Mỹ cũng như là Việt Nam đa số là khuôn mặt của người Hoa. Mà cái riêng Đức Quan Thế Bồ Tát là tại chùa Bát Nhã là hình của một người cô gái Việt Nam, thành cho nên nó rất là thân thương. Ai về lễ ngày thấy tự nhiên thoải mái vô cùng. Họ đã từng nói và rất nhiều người, gần như 99% mọi người nói về đây họ thoải mái lắm, họ nhìn Đức Quan Thế Bồ Tát họ vui sướng vô cùng. Đó là Đức Quan Thế Bồ Tát. Và thứ hai nữa là coi như là cái cổng tam quan của chùa, thì đây cũng là một cái đặc thù. Coi như bà con mặc dầu chưa chưa có thành hình toàn bộ, ta chỉ
70-80% thôi, nhưng mà bà con cũng rất là vừa ý. Thứ nhất là mình làm cái đặc thù nó cái máy theo cái máy chủ Việt Nam, chứ không phải là như là Hoa hay là người nào. Nó mất rất là hài hòa. Đây là tôi lấy cái máy của ông Nguyễn Ba Lăng. Ông làm cái máy chùa ở Vĩnh Nghiêm. Thành ra bà con về đây cũng thấy là hài lòng lắm. Tôi nghĩ một ngày gần đây, mình chắc lẽ trên đường gỡ những con những cái cành hoa, những cái pháp hương luôn để trang trí trên, có lẽ trên đường đấy. Có lẽ nếu như không có gì trở ngại thì Tết này cái chùa sẽ xong cái cổng tham quan. Và nhân ngày 19 tháng 2, nhưng mà chúng tôi tổ chức trước là ngày 16, tôi sẽ tổ chức cái lễ an vị tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng như là khánh thành cái cổng tham quan. Đây là cái sự nhu cầu họ, city họ muốn cần mình làm cái gì đó cho city họ vui. Họ nói tất cả các chùa đều phải làm hết, mà chùa Bạc Nhã về đây là cái trung tâm rất là dễ thương. Mà tại sao thầy chưa làm hết? Tôi nói tôi sẽ cố gắng tôi làm. Thì cái lễ năm tới là ngày 1 tháng 4 năm tới tôi sẽ làm lễ đó. Và chừng đó tôi sẽ thông báo lớn, rộng rãi hơn. Hôm nay tôi chỉ hé ra chút xíu thôi để cho bà con biết thôi. Vâng. Nhân dịp năm mới 2018 thì xin thầy cũng có đôi điều với bà con Phật tử gần xa, thưa thầy. Kính thưa quý vị, chúng ta ông bà mình đã nói ăn theo thở ở theo thời, thì chính mình ở tại xứ Mỹ đây thì mình ảnh hưởng cái văn hóa của Mỹ, mặc dầu chưa đến cái tới Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên mình chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Tây. Tuy nhiên mình ở đây thì mình cũng ăn Tết Tây, chứ ngày Tết thì mình nào mình chắc không ai nghĩ, chỉ có những người Việt Nam nghĩ thôi, chứ người Tây không bao giờ nghĩ. Thì tôi nghĩ rằng một năm vừa qua chúng ta đã thấy rất nhiều cái biến cố cả thế giới, là vừa là thiên tai hạn hán bão lụt rồi kế đó là tại quê nhà chúng ta nặng nhất, và hơn thế nữa là cái sự chết chóc chiến tranh ở thế giới nhiều quá. Thành ra tôi nghĩ rằng đó là theo tinh thần Phật giáo là dùng tu quá cho ít tu, cho nên có những cái biến cố xảy ra như vậy. Thành cho nên tôi cũng đại diện giáo hội để chia buồn cho tất cả những gia đình, những nạn nhân mà đã quá cố trong những cái trận bão lụt, nhất là ở tại xứ Mỹ. Nhiều gia đình bị cháy vừa qua, đã bị chết, đã bị này nọ, tan nhà nát cửa những trận bão vừa qua, và nhất là cái trận lửa hỏa hoạn ở miền Bắc, miền Nam Cali và cũng như số các nơi đó. Và xuyên về ở trong quê nhà của mình vậy, năm vừa qua là cái năm bão lụt nhiều nhất, coi như bà con mình mặc dầu trong hoàn cảnh rất là éo le, kinh tế rất là xuống, bà con đi làm công ăn việc làm rất là khó khăn để tìm bạc. Nhưng mà đối với vừa qua tôi cũng nghe nói rằng quý thầy bên quê nhà qua thăm thì cũng rất là vui mừng được bà con mình bên này giúp đỡ cho bên quê nhà, họ rất là vui mừng. Nhưng mà có cái điều á, họ nghĩ như thế này, mình suy nghĩ đúng như thế này. Họ nói những cái trận mà lụt ở Việt Nam á, cái mà căn bản nhất á, là người cộng sản á, họ muốn tháo những cái đập ra để cho trôi nhà trôi cửa, để cho tan nát cho đồng bào. Từ đó đồng bào mình ở hải ngoại cũng như là tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là những khối tự do, họ thấy những cái tang thương như vậy, họ giúp đỡ, mà giúp đỡ đó đa số là cộng sản. Thành cho nên đây là một bài học. Tuy nhiên chúng ta nghĩ thế này, làm sao trong tương lai những cái biến cố như vậy xảy ra, mình làm sao mình để đem đến ngay những cái người mà bị tai nạn đó mình cho. Chứ nếu như mình đưa cho cái tổ chức cộng sản là coi như là tiêu hết, họ lấy hết cả. Thành cho nên mong rằng đồng bào của mình có đau lòng thì góp lại cho quý thầy quý cô, cũng như là trong tất cả các tổ chức tôn giáo, làm sao quý vị đem về Việt Nam đưa cho đến đích thực là cái người mà đã bị cái biến cố, chứ không thôi cộng sản nó cứ lợi dụng điều đó để mà làm tiền hàng năm như vậy. Cho nên cái đau thương mà thầy hôm qua hôm kia ông đến thăm tôi ông nói rất đau khổ. Đồng bạc của đồng bào bên này, ông qua bên này ông mới thấy đồng bạc làm hết rất là khó khăn, nhất là những người đi làm neo, những người đi làm bằng tay chân rất là cực khổ, kiếm tiền khó khăn. Nhưng khi mà biến cố tại quê nhà không thể nào bỏ qua, mà đem gửi tiền, dồn tiền về
đa số đưa sự cộng sản hết. Thành họ đau khổ rồi, cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác những cái hành động mà những cái chế độ cộng sản nó lợi dụng tháo nước cho tan nát cửa nhà để làm tiền. Thành nên cái mà căn bản nhất họ đau khổ vô cùng tại Việt Nam đó là cái tình trạng tàu cộng càng ngày càng tan nát tại Việt Nam. Ông thầy ông vừa nói chuyện mà vừa khóc luôn. Ông nói là thưa thầy, không lâu đâu thầy, cái tình trạng này nếu như hai ngoại mà không có cái phương pháp nào đó, thì trong vòng chừng vài ba năm nữa có gì Việt Nam tiêu tàu hết, chúng còn Việt Nam cả. Thành nên mình phải làm sao, nhất là cái tình đoàn kết của đồng bào mình như thế nào, phải nếu như những người nào mà cao kiến nào, những ý kiến nào hay đó, nên đem ra những cái giai đoạn này để thực thi, toàn dân đứng dậy phải làm sao cho cái quê nhà của mình, cho cái tình trạng này kéo dài mãi mãi. Tôi thấy á, mình sống bên này thật sự là không gì cả, cũng no cơm ấm áo, không bởi gì hờ hững với chúng ta, nhưng mà nhìn lại quê nhà của mình đau đớn lắm. Tại nên mong rằng cái năm tới đây á, là một năm chúng ta phải hết lực, vừa là các tôn giáo mình hãy tụng kinh, đọc kinh, cầu nguyện, và những người dân, nhất là những người mà đã có cái tinh thần chính trị, phải nghĩ những cái phương pháp nên như thế nào đó, đoàn kết lại với nhau, phải lành thành lập cái lực lượng như thế nào đó để cứu nguy cho dân tộc Việt Nam của chúng ta tại quê nhà. Đó là lời mong cầu của chúng tôi. Vì thế đó là Hòa Thượng Thích Nguyên Chí, chủ chùa Bát Nhã, thành phố Sa Tana.